Xin chào bác nhá. Con bò này 15 triệu đấy các bạn. Bò bây giờ tăng giá rồi. Đi xem con bò vàng này. 15 triệu. Con này đang lớn thôi các bác ơi. U đang lớn, con này chưa lớn mẹ. Nên đi đâu? Tí đi thiệt, đi thả lưới không? Em Mến vừa đi học về đây các bạn. Hôm nay thứ bảy rồi. 15 triệu các bạn. Bò chưa rẻ, bây giờ bò lên giá rồi. Đắt thật các bạn. Nha, xin chào các bác đây nhé.